Xin chào các bạn, trong video số 2 này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách vẽ và thực hành các cái phần hình phía bên dưới đây. Vẫn ở trong cái các cái hình dựng hình cơ bản phần 1 nha. Thì hình tiếp theo mà chúng ta cũng bắt tay vào làm đó là hình 1.11. Thì tại đây các bạn thấy là chúng ta hình vẽ chúng ta có cái đường line là 250. Một đoạn tiếp theo ở giữa là 250 và 250. Cùng với đó là cái đường tròn. Bán kính là 125 và bị chìm đi một phần từ góc 3 giờ đến góc 6 giờ. Chúng ta sẽ mở OK lên và thực hành vẽ cái hình này. Tại đây các bạn sẽ vẽ cho mình đường line L. Nhớ là kích hoạt chế độ bật F8 lên để nó cố định nằm ngang. Đó. Các bạn nhỏ là 250. Nằm ngang tiếp 250. Và đoạn thứ ba cũng là 250. Đấy, ấn cách để kết thúc lại. Vậy là chúng ta đã có được 3 đoạn 250 rồi. Tại đây các bạn sẽ vẽ một đường tròn C, circle. Các bạn sẽ tích vào trung điểm của cạnh nằm giữa và kéo sang điểm kết thúc của đoạn nằm giữa. Tại đây các bạn sẽ xóa đi cái đoạn nằm giữa và chúng ta sẽ có được cái hình như. Tại đây tiếp theo các bạn sẽ có đường line. Đấy, các bạn chỉ vào cạnh đường tròn và bắt điểm. Đó, chúng ta sẽ thu được kết quả như thế này. Tiếp đến đây chúng ta sẽ chìm cái phần cạnh từ góc 3 giờ đến góc 6 giờ bằng cách là chúng ta sẽ có lệnh chìm, lệnh tắt là TR. Đó, mà ấn cách, quét chọn qua toàn bộ đối tượng, ấn cách và kích vào cái phần đoạn cung. Tại vì sao chúng ta có thể chìm một đoạn này? Tại vì chúng ta đã có một đường giới hạn ở đây và một cái đường giới hạn ở đây rồi, nên nó sẽ chìm một đoạn ở giữa. Ấn cách để kết thúc lệnh và xóa đi, dùng lệnh E để xóa đi cái đối tượng chúng ta vừa dựng vừa rồi. Vậy là xong hình 1.11. Tiếp đến hình 1.12 thì chúng ta vẽ như thế nào? Dữ liệu đầu bài cho chúng ta có đường line là 200, bán kính đường tròn là cái vuông tròn là 200, tức là chúng ta có đoạn là 200 này cộng 200 cộng 200, tức là chúng ta có 4 đoạn 200. Và một cái cung tròn nó sẽ kéo dài, nó sẽ bắt đầu từ cái điểm ở đây đến điểm ở đây, chưa? Chúng ta bạn mở OK lên, các cái vẽ line là gì? 200. Các hình này rất là đơn giản đúng không ạ? Các bạn sẽ gọi lại CO để copy, tích vào đây. Bây giờ chúng ta đã có 4 đoạn là 4 đoạn 200. Bây giờ các bạn sẽ vẽ một đường tròn C, kích vào trung điểm và kéo ra bên này. Các bạn có thể xóa đi đoạn ở giữa. Tại đây các bạn sẽ dùng chim TR, quét chọn toàn bộ đối tượng và chim đi phần bên dưới. Vậy là kết quả chúng ta đã thu được cái phần hình bên dưới rồi. Tiếp theo trên đây thì chúng ta có cái đoạn này là cạnh 2525 đúng không ạ? Và trung điểm của nó sẽ bắt vào đây. Đối với hình này thì nó không cho cái chiều cao là bao nhiêu thì các bạn sẽ áng chừng. Ví dụ ở trong này là đoạn này là R bằng 200 rồi, thì đoạn trên này chúng ta có thể để là 150 đi. Tổng cái chiều cao này chúng ta có thể để là 350. Ok, chúng ta sẽ vẽ một đường line. Chỉ với cung tròn này và tích bật F8 để chúng ta kéo lên trên là nhập là 350. Tại đây các bạn sẽ gõ là gì ạ? Một đoạn là 525 thì bạn sẽ vẽ một đường line này, 525. Tại đây các bạn sẽ dùng lệnh move M và bắt vào trung điểm của cạnh này và di chuyển vào đúng cái trung điểm của cái cạnh của cái đường thẳng nằm thẳng đứng ở đây. Các bạn xóa cái này đi. Tại đây các bạn sẽ vẽ các đường line để nối lại là bỏ F8 đi để chúng ta sẽ vẽ được chéo. Đó. Một hình còn lại đó là một cái đường cung tròn có điểm bắt đầu, điểm giữa và điểm kết thúc ạ. Thì chúng ta sẽ vẽ như sau, circle này. 3 point. Bạn tích điểm đầu này, tích điểm giữa này và tích điểm cuối. Đấy, vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái hình số 1.12. Các bạn có thể move dịch xuống dưới một chút. Tiếp đến là hình 1.13. Hình 1.13 chúng ta sẽ có gì? Dữ liệu cho chỉ là duy nhất là một hình vuông là 500 thôi. Còn lại các cái hình ở trong đó thì chúng ta sẽ cùng triển khai tiếp. Thì tại đây chúng ta sẽ vẽ là R500. RC là một hình vẽ tứ giác vuông. Đấy, các bạn gõ 500, tab sang gõ 500, ấn move xuống để đưa hình này xuống bên dưới. Đó. Tại đây thì chúng ta sẽ vẽ các cái gì ạ? Ở đây nó có 4 cái cánh hoa thì bạn có thể để ý thấy ở đây là chúng ta có các cái cung tròn, các cái cung như thế này. Và cái điểm giao của cung này nó chính là trung điểm của cả hai đường chéo. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Tại đây các bạn sẽ vẽ mình một cái đường chéo như vậy. Đến đây thì trung điểm đường chéo mình đã biết rồi đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ vẽ cung A. ARC tích điểm 1 này. Điểm 2 nó sẽ nằm vào trung điểm của cái đường chéo này và điểm 3 được chưa? Ok. Vậy là xong. Tại đây các bạn có thể gọi lệnh MI để đối xứng. MI mirror.
Các bạn sẽ tích vào một điểm này và bật phím F8 này. Bật phím F8 và tích điểm thứ hai. Chọn No. Tiếp đến là các bạn sẽ vẽ là cửa lạnh A và C. Đấy, tích điểm 1 này, trùng với điểm này, bắt vào đây. Đó. Bỏ phím F8 đi. Đó, nhắc lại lệnh A, cách tích vào đây, tích điểm này và tích điểm này. Đó. Tại đây các bạn thể xóa đi đường chéo. Bây giờ thì các bạn sẽ cần phải vẽ thêm điều gì ạ? Ở đây các bạn sẽ cần phải vẽ thêm các cái đường tròn, các cái điểm tròn. Thì đường tròn này chúng ta sẽ dựa theo tính chất là tan 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 để chúng ta sẽ bắt vào 3 điểm tiếp tuyến. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ chọn vào đường tròn này. Và kẻ home nhé. Chọn vào đường tròn và chọn tính năng là tan tan tan. Đấy, các bạn sẽ tích 1, 2, 3 này. Đó. Ở đây các bạn có một đường tròn, các bạn sẽ lấy đối xứng mirror này, MI. Tích điểm 1 và tích điểm 2. Chọn No để không xóa đối tượng gốc. Tích đường tròn MI. Đấy. Tích điểm 1, bạn sẽ lấy trục cái đường trục đối xứng là điểm trung điểm lên và chéo lên thì nó sẽ bắt được cái hình bên này. Chọn No. Tích điểm này MI. Bắt lên đây. Vậy là chúng ta đã thu được các hình tròn. Tiếp theo là có một cái hình vuông, nó xoay 90 độ, nó xoay 45 độ ở giữa này. Chúng ta sẽ vẽ bằng hình polygon. Lệnh polygon chúng ta gọi lệnh là POL. POL polygon. Và số cạnh nó là 4, các bạn sẽ nhập vào là 4. Tại đây nó bảo là các bạn đã nhập center polygon, thì bạn cái tâm của hình polygon nó chính là nằm trung điểm của cái cánh hoa này. Tích vào đây. Và các bạn sẽ chọn là gì ạ? Tính năng là Y là nội tiếp. Inside. Và bạn sẽ bắt vào một cái điểm dưới của đường tròn bất kỳ, hoặc là cái cạnh bên này. Thì chúng ta sẽ thu được kết quả như mong muốn. Ok, vậy là đã xong hình 1.13. Chúng ta sẽ sang ngay đến hình 1.14. Thật là dễ đúng không ạ? Nếu như các bạn cứ làm tuần tự theo các bước của mình dẫn thì, hoặc là các bạn nào có những cách khác hay hơn thì các bạn có thể là xem và làm với nhiều cách khác nhau để chúng ta ra được kết quả như thế này. Đó. Bạn nào có những cái ý kiến hay thì có thể comment ở dưới phần bình luận của video, chúng ta sẽ cùng trao đổi và giúp đỡ thêm. Tiếp theo nó là hình 1.14. Hình 1.14 này chúng ta sẽ vẽ nó là có cái dữ liệu là gì ạ? Cái đoạn này là như thế nào ạ? Đoạn này là ok, đoạn này chúng ta biết được đoạn này là 200 rồi, 200 và 200. Tức là cả cái đoạn dài này nó bằng cái đoạn bên này thì nó sẽ bằng 600. Sau khi chúng ta vẽ được đường này 600 rồi, chúng ta sẽ có một cái đường tròn, đây là bán kính là bao nhiêu ạ? Bán kính là 100, tổng đường kính là 200. Tổng đường kính 200. Và cái góc nghiêng đây là 45 độ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ hình này. Ở đây chúng ta sẽ có đường line này, tích sang đây này. F8 lên là 600. Đó. Sau khi có được hình này rồi, các bạn sẽ vẽ một đường line. Một đường line chưa ạ? Các bạn sẽ tích một đường line là bỏ F8 đi. Các bạn có thể vẽ ra bên ngoài này. Vẽ một đường line ra bên ngoài này. Và các bạn sẽ nhập góc là khi mà nó nghiêng ở đây là 45 độ. Nghiêng cái góc ở đây là 45 độ. Thì các bạn có thể nhập với góc này nó là bao nhiêu ạ? 100 bao nhiêu? 135. Tại vì chúng ta có 180 độ trừ đi 45 còn 135 đúng không ạ? Thế ở đây các bạn sẽ nhập một đường line là 600. Đấy. Chiều dài là 600 và tab sang là 135. 135 ở đây. Và ấn phím enter để kết thúc lệnh nha. Đấy. Các bạn nhập lại 135 và enter. Ở tại đây các bạn sẽ move ấn M. Hai cái trung điểm của hai cạnh này nó sẽ phải trùng nhau. Tiếp đến là các bạn sẽ vẽ một cái đường tròn, bán kính đường kính là 200. Đây các bạn chỉ gõ là C, circle, tích một điểm. Sổ phím xuống chọn là diameter để nhập đường kính D. Các bạn nhập vào đây là 200. Vậy là chúng ta đã có được một cái đường tròn là bán kính 200, đường kính 200. Tiếp theo thì các bạn cũng sẽ nhập một cái đường tròn kéo dài ra đến các cái điểm. Các bạn sẽ nhập cái đường tròn tâm ở đây và kéo dài ra đến đây. Nó kiểu như này. Ok các bạn. Thì tại đây các bạn sẽ vẽ là C. Tích điểm thứ nhất và tích ra bên ngoài này. Và các bạn sẽ trim như các phần thường. Tại đây mình sẽ dùng lệnh trim, trim. Các bạn chọn tất cả đối tượng, trim phần bên ngoài này. Trim phần nào nữa. Và chúng ta sẽ trim cái phần cạnh ở giữa đây đi. Đấy. Các cái phần cạnh trên này. Ok, vậy là đã xong. Chúng ta đã kết thúc được hình 1.14. Sang hình 1.15. Ở đây thì cho ta một cái
một cái đường tròn bán kính ngoài cùng nó là 250 và các cái đường bên trong. Ở đây các bạn để ý thấy chúng ta có cái đường trục ở đây nữa, đúng không ạ? Và chúng ta chia một đoạn 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 đoạn. À, chúng ta sẽ vẽ như sau, C này, bán kính là 250. Ok, 250 rồi, bây giờ các bạn có thể vẽ một đoạn đường line ra đây. Vẽ một đường line là cái đoạn đường kính của cái đường tròn nằm ngang này. Tại đây các bạn sẽ dùng lệnh divide. Divide mình đã hướng dẫn trong cái video số 1 để chia các cái đoạn kia rồi. Divide này, tích vào điểm này và chọn là gì ạ? Là 8 đoạn. Ok. Để mà thay đổi được ký hiệu này thì các bạn sẽ vào home này, vào phần animate này. Đấy, bạn chọn point style, đấy, chọn vào các cái kiểu ký hiệu đường khác nhau. Ok các bạn. Point style này. Đó. Bất kỳ miễn làm sao để các bạn nhìn thấy được cái điểm này nó thuận lợi nhất. Thì tại đây các bạn sẽ vẽ các cái đường tròn như sau. Các cái đường tròn bản thân ở đây này chính là những cái đường tròn liên tiếp thì bạn sẽ vẽ ở C này và đây. Tiếp theo là circle này, đi qua hai điểm nhá. Rồi các bạn sẽ kích vào điểm C 2 point này. Đường tròn này đi qua hai điểm. Tiếp tục tích điểm 1 và tích điểm 2. Tích điểm 1 và tích điểm 2. Vậy là bây giờ chúng ta chỉ việc quét chuột phải và xóa đi ông này. Thiếu một đường tròn. Ở đây mình sẽ vẽ tiếp. Nó thiếu. Tích điểm và tích vào đây. Và sau đó các bạn xóa đi. Thì tại đây các bạn thấy là chúng ta sẽ chim đi cái phần đường một cái nửa đường tròn ở đây, chúng ta sẽ ra được kết quả như mong muốn rồi. Ok, ở đây thì chúng ta vẫn đang bị thiếu một đường tròn nữa. Là chính xác là như vậy. Đó. Đó, tại đây các bạn sẽ dùng lại trim tr quét chọn qua toàn bộ đối tượng và cắt đi cạnh này. Đó. Vậy là chúng ta đã xong. Các bạn có thể vẽ thêm một đường line nữa ở đây làm tâm. Ok, vậy là chúng ta đã vẽ xong được cái hình 1.15. Tiếp đến này chúng ta sẽ vẽ hình 1.16 ở đây. Vẽ 1.16 thì tại đây các bạn thấy là vẫn là đường tròn 250. Và các cái dữ liệu thì nó cũng tương ứng như hình 1.15. Cách vẽ như sau, các bạn tại hình 1.15 này, các bạn sẽ copy ra. Copy. Thì tại đây các bạn sẽ trim đi, các bạn thấy là một cái quy luật ở đây đó là gì? Chúng ta giữ hình được, ở đây là một đường tròn, chúng ta sẽ cắt phần bên trên. Hình tròn tiếp theo chúng ta sẽ cắt phần bên dưới. Hình tròn tiếp theo, kế tiếp nữa chúng ta sẽ cắt phần hình bên trên. Và cứ lần lượt tuần tự như vậy. Thì đối với hình này chúng ta cũng là sẽ làm như vậy. Đấy, ví dụ như ta sẽ trim này, quét tròn toàn bộ đối tượng. Thì tại hình số 1 chúng ta cắt hộng này rồi. Thì tại hình cái đường tròn thứ hai, tại đường tròn thứ hai cắt phần nào? Cắt phần bên dưới. Sang đến đường tròn thứ ba ở đây. Đường tròn thứ ba chúng ta vừa cắt đường tròn bên dưới thì đường tròn thứ ba chúng ta cắt phần bên trên. Nhỉ? Đến đường tròn thứ tư chúng ta lại cắt phần bên dưới. Đến đường tròn thứ năm này, cái đường tròn thứ năm này chúng ta lại phải cắt phần gì ạ? Bên trên. Cắt hết cái phần bên trên này đi. Cắt hết cái phần cung nằm bên trên cái đường ngang này. Đến hình tiếp theo chúng ta lại cắt phần bên dưới. Cắt hai lần để chúng ta cắt được gọn hết. Đến hình thứ 7 chúng ta sẽ giữ phần bên dưới và cắt phần bên trên. Đó. Vậy là xong. Đấy, thì tại đây rồi chúng ta sẽ làm gì ạ? Thì các bạn sẽ quét chọn hết các cái đường tròn bên trong này. Các cái cung tròn còn lại bên trong. Đó. Bỏ, không chọn cái đường tròn ngoài cùng nhé. Thì tại đây các bạn sẽ có lại là Array Classic để nó hiển thị ra cái bảng tạo dãy theo đường tròn này. Tâm đầu tiên là tâm tâm xoay, các bạn sẽ tích vào tâm xoay và bắt vào trung điểm chính là tâm của đường tròn này. Ô số 1 là tích vào tâm xoay. Đối tượng chúng ta lựa chọn là 7 đối tượng. Tiếp theo là số đối tượng, tổng số đối tượng tạo ra bạn sẽ có này là 2 và số góc là 360 độ và tích kiểm rotate. Tất cả mọi thông số như này rồi, ok rồi thì bạn sẽ bấm là preview. Đó. Chúng ta nó sẽ ở đây chúng ta tạo ra thành hai đối tượng như được như kết quả. Ấn cách để thoát cái chế độ preview và nhấp ok để kết thúc. Đó. Vậy là chúng ta đã tạo ra được hình 1.15 và hình 1.16. Tiếp theo là hình 1.17. Hình 1.17 thì rất là dễ rồi đúng không ạ? Đường tròn C và 250. Đấy. Lệnh đường tròn C. Đã tích một điểm và bán kính là 250. Tiếp theo đến thì chúng ta sẽ vẽ hình 1.18.
thì mô hình 1.8 đây chúng ta đã có được đó là hình tròn, đường tròn và bán kính là 125. Ok, mình sẽ vẽ đường tròn ở đây là C cách này, 125. Và tiếp theo một cái dữ kiện nó cho tiếp theo đây là mô hình 45 độ và góc 45 độ này. Thì góc này chúng ta biết là 45 độ là âm xuống dưới rồi. Còn chiều dài của cái đoạn này là bao nhiêu, đoạn chiều dài tâm này bao nhiêu. Thì đây bạn thấy là đường tròn bán kính là 125, được chưa? Đây, đoạn này là 125. Đấy, và cái đoạn ở giữa này mình đoán nó sẽ là khoảng 125 và đoạn này là 105, ba đoạn bằng nhau. 125 nhân 3 mà 475. Ok, thì mình sẽ vẽ một đoạn đường line này. Bắt từ tâm này. À. Và đây bạn sẽ nhập là 475, tab xuống là gì? Trừ 45 độ. À, 45 độ. Enter. Dạ, nó sẽ chéo dưới này. Ở đây các bạn sẽ copy này. Đường này bắt vào đây. Đấy, copy tại vì hai đường này bán kính bằng nhau. Tiếp theo bạn sẽ vẽ đường tròn bán kính R bằng 200 bằng cách nào? Tại tạo đại đường tròn đây có tính năng là gì? Là tan radius. Nghĩa các bạn sẽ click vào đây. Bắt vào điểm này và nhập radius là 200. Vậy là ta đã có được cái đường tròn như mong muốn. Tại đây các bạn sẽ move lên một chút để cho nó cân đối. Ok ạ. Tiếp đến là hình 1.19 này. Thì ở đây chúng ta có cái đoạn cái đường tròn này là bán kính R 100. Ok, C 100. Thì mô hình 100 này chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Thì tại đây các bạn sẽ copy ra ba đoạn này và copy lên trên. C 100 CO. Copy. Làm sao để chúng ta vẽ được tiếp tuyến đúng không ạ? Tiếp tuyến ở đây các bạn tích vào đường tròn này và chọn tan radius này. Tích điểm 1, tích điểm 2 và 100. Ở đây các bạn sẽ copy tương tự CO. Tích điểm này và tích điểm này. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái hình 1.19. Hình 1.20 chúng ta sẽ vẽ được các thông số như thế nào. Đây là nó giống như cái quả ném của Pikachu đúng không ạ? Hình rất là hay. Thì thông số nó cho ta cái hình đường tròn ngoài cùng là R250. Đấy, đường tròn thứ hai đó là R74 và đường tròn thứ ba nó là R25 nhỏ cùng bên trong. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ ba cái đường tròn này và nó cùng chung một cái tâm đúng không ạ? Ở đây các bạn sẽ vẽ R250, 74 và 25. C 250. Đấy. Nhắc lại lệnh 74. Nhắc lại lệnh 25. Các bạn sẽ vẽ một đường line để bắt đường nằm ngang ở đây. Và tiếp đến là gì ạ? Các bạn sẽ tô đặt cái phần khối bên trên này đi bằng cách là chúng ta sẽ dùng lệnh hack này. Hack. Chỉ phần solid và tích vào đây. Đấy, và các cái phần đường line ở đây bạn sẽ có thể xóa đi. Đấy, chúng ta xóa đường line này đi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hình 1.20. Rất là dễ và đơn giản đúng không ạ? Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ hình 1.21. Thì ở đây nó cho chúng ta một cái hình tròn đường kính 500 và cái đường tròn con R là R bằng 50. Thì chúng ta sẽ vẽ hình này đi, R bằng 50 ở đây, 500 và 50. C cách này, 500. Hình này nó hơi to một chút. Đường kính là 500 thì mình sẽ vẽ R bằng C bằng 250 thôi. 250 thì đường kính nó sẽ bằng 500. Tại đây các bạn sẽ vẽ một đường tròn R là 50. Ok. C cách 50. Thì đường này các bạn có thể là bắt vào đâu ạ? Các bạn có thể bắt vào cái đường, bắt vào cái góc 12 giờ ở đây. Các bạn sẽ move. Đó như vậy. Và các bạn sẽ trim đi các cái phần bên trong này, trim. Chọn. Tại đây để xoay ra 5 đối tượng các bạn sẽ dùng lệnh Array Classic. Quét chọn đối tượng này. Array Classic đối với cái đời cao nha. Còn cái đời thấp thì bạn cũng dùng lệnh Array là nó sẽ ra được cái bảng này. Đó. Tích kiểm Array. Chọn tâm xoay. Center Point. Kích vào đây để chọn tâm là trùng với tâm của đường tròn này. Lựa chọn lại đối tượng này. Select Object là một đối tượng. Tổng số đối tượng tạo ra là bao nhiêu ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Thì ở đây đang có 1 rồi, chúng ta sẽ gõ là 5. Tổng là 5. Tổng góc xoay là 360 độ. Và nhớ tích kiểm Rotate Item of Copy này nhá.
Tại đây các bạn nhấp OK. Vậy là chúng ta đã thu được kết quả. Tiếp theo hình cuối cùng trong tàu số 1 đấy là hình 1.22. Thì chúng ta sẽ vẽ đó là cái đồng hồ này. Thì đồng hồ này cái bán kính bên ngoài là 267, bán kính bên trong là 250. Chúng ta sẽ vẽ như sau. C này, 267. Nghe lại lệnh này, 250. Mu đoạn ra ngoài này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ các cái phần số. Số ở đây chúng ta sẽ có là 12 cái số đồng hồ đúng không ạ? Thì tại đây các bạn sẽ vẽ cho mình cái chiều cao tích là 45. Cái chiều cao của một cái chữ tích này thì bạn sẽ gõ lại cho mình là DT. DT là D tích để viết tích này. Các bạn sẽ tích một điểm 1 này. Đấy, đây nó bảo chiều cao là bao nhiêu, các bạn nhập cho mình là chiều cao là 45. Đó. Và góc xoay của cái chữ ấy nằm như thế nào? Góc xoay bằng 0 độ. Đó. Thì chúng ta đã có được một cái chiều cao tích ở đây, các bạn sẽ nhập số 1 vào. Số 1, ok. Tới đây các bạn có thể move vào. Move vào góc 12 giờ, như vậy. Đấy, các bạn move vào góc 12 giờ. Thì tại đây các bạn sẽ quét chọn qua đối tượng này, các bạn sẽ dùng cho mình lệnh là lệnh array classic. Cũng chọn vào tính năng là polar array. Và chọn tâm xoay là trùng với tâm của đường tròn. Tiếp đến là tổng số đối tượng tạo ra là bao nhiêu? Các bạn sẽ nhập là 12 đối tượng tương ứng với 12 số. 12 giờ, 12 múi giờ đấy. Tổng góc xoay là 360 độ rồi. Và có kiểm này hay không ạ? Trường hợp này thì chúng ta sẽ không kiểm nhé, bỏ kiểm đi để cho nó nằm ngang hết. Đây, tại vì các cái số này nó sẽ phải nằm ngang hết, các bạn sẽ bỏ kiểm này đi để nó không xoay theo tâm. Đó, ok, tại đây các bạn có thể là nhấp preview xem thử. Ok, nó khá là tương đối giống với cái kết quả của chúng ta rồi, các bạn nhấp ok. Trở lại thì các cái phần tích nó hơi bị lệch, các bạn có thể là quét chọn qua tất cả đối tượng tích này, các bạn sẽ move làm sao nó nằm chính giữa một chút. Đó. Tại đây các bạn sẽ chữa chỉnh cho mình là 12 này. 1 này, gọi gõ 2 này. 3 này. 4 này. Kích đúp và để chỉnh cái các cái số tích này, 5 và 6 7 8 9 10 11, ok. Tại đây các bạn sẽ quét chọn qua một lần nữa và các bạn sẽ ấn mu làm sao chúng ta sẽ căn chỉnh giữa cái đồng hồ này. Tiếp đến là vẽ cái kim này. Đấy ạ. Cái kim này các bạn sẽ vẽ mình đường tròn C. Cho nó nhỏ như này chẳng hạn. Các bạn thể hack vào đây. Đó, hack solid, hack đặc vào đây. Đối với kim 1.5 này các bạn có thể vẽ một đường PLA, vẽ PL để tạo độ dày. Tích một điểm vẽ đây. Cái kim số 2 nó sẽ là chéo xuống ở số 7 và số 6 đây, PLA. Tích vào trung điểm này và kéo xuống đây. Kim này nó phải dài hơn một chút, kim này thì ngắn hơn. Kim giờ sẽ ngắn hơn một chút. Tại đây bạn kích đúp vào này, chọn width này. Tích một điểm giữa và kéo sang hai bên để cho bạn xác định độ dày. Đó. Vậy là chúng ta đã có được cái gì ạ? Có được cái đồng hồ. Và các cái hình trong bài tập tờ số 1 đã hoàn thành. Ok. Hy vọng các bạn sẽ làm theo các hướng dẫn này, bạn sẽ hoàn thành và tự có thể vẽ được lại sau khi bạn làm theo các video này. Và hy vọng các bạn có thể sau này các bạn mà bị quên thì hãy chăm chỉ luyện tập lại và áp dụng theo đúng các những bước mà mình đã hướng dẫn trong video này. Vì chúc các bạn sẽ vẽ thật là tốt các cái hình trong cái tàu số 1 này, để sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái level số 2 tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.